đã dâng lên rất hay. Luis Suarez đổi mất. Messi làm gì? Suarez có vẻ như đã có một tình huống cố tình chơi bóng bằng tay. Thẻ đỏ rồi, chắc chắn là thẻ đỏ, không thể khác được. Còn Messi, người đã chơi cực kỳ đồng đội ở tình huống này. Suarez không ghi bàn khi còn Messi như thường lệ vẫn ghi bàn tại Bernabeu. Messi có thể đá hỏng penalty ở trận đấu gặp Deportivo, nhưng khi đối đầu với Real Madrid và có